Kính thưa các bạn, đây là anh Tùng, chuyên bán giấy giò. Vào mỗi buổi chiều là hay chạy khu chợ lớn để bán vé số giò á. Là mỗi tờ như vậy là có giá 1.000 đồng. Anh có một tấm lòng rất là tốt, là khi mà có tiền dư thì anh đi cho những cái người nào mà không có nhà cửa gì á. Thì mình thấy anh đi cho rất là nhiều người ở ngay khu vực đại lộ Võ Văn Kiệt rồi. Thì ngày mai thì có cái sự kiện khá là lớn. Sự kiện gì? Ngày mai đá banh gì? Việt Nam, Thái Lan. Việt Nam với Thái Lan đúng không? Đó, giờ đó. Tại sao anh biết được thông tin đó? Ui có cần chất á, ui á. Tối mai Việt Nam với Thái Lan đá banh. Anh coi ở đâu? Anh sẽ coi ở đâu? Ông ơi á. Quán cà phê ha. Tiền đâu anh coi? Có 10.000 cái gì kìa á. 10.000 sẽ đi ra quán cà phê ở đường Lý Thường Kiệt. Ở Chợ Rẫy á. Ở gần bệnh viện Chợ Rẫy là giá 10.000 đồng. Có khoai à. Quán khoai 10.000. Thì giữa hai đội đá banh Việt Nam với Thái Lan, anh bắt đội Thái Lan đúng không? Việt Nam. Bắt Thái Lan đúng không? Việt Nam. Việt Nam hả? Việt Nam anh chấp Thái Lan bao nhiêu trái? Anh nghĩ là bao nhiêu trái? 4 trái à. 4 trái hả? Là Việt Nam thắng bao nhiêu? Vô 3 trái. Việt Nam vô Thái Lan 3 trái. Rồi anh có chúc mừng gì đội tuyển Việt Nam không? Nhắn đi. Nhắn vô. Nói to lên, chúc mừng. Chúc mừng vô nhiều. Cổ vũ sao? Cổ vũ sao? Nếu mà vào anh la sao? Vô. Rồi, Việt Nam vô chiến thắng ha. Rồi tạm biệt anh nha. Ủng hộ gì trời ơi, đi bảo không à. Anh cứ đi bảo không? Nếu Việt Nam thắng anh sẽ đi bảo hả? Đi bảo bằng cách nào? Xe ôm qua đi bảo hả? Có mang son nồi chén bát đi đập ngoài đường không? Có mang son nồi chén bát đi gõ trống không? Không, khổ kẹn không à. Khổ kẹn hả? Chạy trời ơi, chạy bụng á. Anh Tùng nói mai Việt Nam thắng là đi bảo nè. Thôi bảo, chạy trời ơi. Rồi nha.